Sài Gòn hiện lên với sự hào nhoáng xô bồ và cuộc sống mưu sinh vội vã, đôi khi lạnh nhạt thờ ơ. Và góc phố nào đó, khi nhìn thấy tấm bảng ghi, ai có đến cho, ai cần đến lấy, tự nhiên lòng người thấy ấm cúng đến lạ. Áo quần ở đây tiếng là hàng đã dùng rồi, nhưng vẫn tinh tươm, nhiều mẫu mã và tất cả đều được tặng không cho bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng. Những gia đình mà khó khăn người ta đến ta lấy. Lấy thoải mái, nói chung là cứ vừa ý mình thì đem về. Thế gia đình mà người ta bán giấy số rồi người ta đi làm công nhân này kia đó, những cái người ta có nhu cầu phát triển và chúng tôi sẽ đưa, cô sẽ đưa đi các tỉnh đó, thì phải vô bao hết, chuyển đi các tỉnh. Ở đây còn có hàng mới nguyên do các chủ sạp góp ủng hộ, bà Ngọc Bích hào hứng kể. Đồ mới không à, mới mà ta bán sạp á, quần jean á, mà còn mặc nguyên luôn, nguyên một bao luôn. Ta nói ta lựa hết, mà chị lựa cho các anh xe lăn mà đi bán giấy số, được bao đồ mà được quần jean mới, mới áo sơ mi. Chợ anh mừng quá trời, mà ảnh mừng mình cũng mừng đó. Với những hình ảnh này cho thấy ở Sài Gòn, không có tiền, người nghèo vẫn đầy ắp quần áo tại những điểm miễn phí như thế này. Mới đầu tiên là người ta thấy ta không dám lấy đâu, ta sợ. Người ta ngại lắm, nói chung ta ngại. Lấy con cái, hai cái, chị mới đồng lấy. Cứ lấy đi, cứ lấy thoải mái. Người ta mới dám lấy, bắt đầu người ta rủ bạn bè tới. Đây là một trong những điểm lựa quần áo miễn phí mà vốn liếng đến từ tấm lòng người cho và lời lãi lấy từ cảm giác trân trọng của người nhận. Đến đây, người ta có được cái cảm giác tự tay lựa chọn, đem về những món đồ phù hợp với mình. Hồ là có cái tình thương lắm. Là khi mà cái cô này là cô Hồ là giúp đỡ những cái người mà kiểu nghèo á. Đã Hồ đưa đến là rập liền và Hồ... Cái cô này, gia đình cô này đưa cả nước xuống đây cho họ đi lượm đi uống nè đây. Đâu chỉ quần áo, người nghèo khó các hoàn cảnh neo đơn còn hay được nhận những phần quà nhu yếu phẩm của các tổ chức thiện nguyện trong các dịp lễ cúng theo tín ngưỡng dân gian, ngày rằm âm lịch hàng tháng. Xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn.